À, chào các bạn, gia đình nhỏ đang ở quán bánh canh anh Mãi đó các bạn ơi. Bị gì có một người bạn, đây là bạn của mình, anh Tân. Có một người bạn của mình, ảnh từ ngoài Quảng Ngãi, ảnh làm hồi xưa mà mình mới vừa bắt đầu, từ những ngày đầu mình làm YouTube đó, là ảnh đã ủng hộ cho mình rồi đó. Rồi về sẵn hôm nay ảnh vào ảnh đi đám cưới hay thăm con gái cháu ngoại gì đó thì ảnh cũng ghé để giao lưu với mình luôn đó các bạn. Đây. Đại cá. Ở đây là quán bánh canh cá các bạn nha. Rồi để coi. Ở đây là cái này là bánh canh cá nè các bạn nha, bánh canh cá lóc nha. Cái này là của người Huế nấu đó. Còn cái này là phần này bún mắm nêm nè của bạn Tân nè. Rồi ở bên đây cũng bánh canh cá luôn các bạn ơi. Đại cá con không chịu vô ống kính nè. Rồi bữa nay có anh Tân ảnh ảnh tới thăm á, cái gia đình nhỏ cũng vui quá các bạn ơi. À, tại vì từ hồi những ngày đầu mình mới làm YouTube á cũng ủng hộ mình cũng. À, anh Tân có cái chuyện gì cái cần nói với khán giả cho vui không? Để khán giả tự biết thôi. À không nói hả? Rồi thôi. Quán bánh canh cá anh Mãi, bánh canh cá lóc. Ở đây là đường Cộng Hòa này các bạn. Thẳng ra ngoài đó đó là đường Cộng Hòa. Cái chỗ bùng binh này là buổi sáng ông xã nhà mình ông hay đá cầu đây nè các bạn ơi. À, thì mình cũng chia sẻ với các bạn xem cho vui chút đó. Rồi thôi mình xin chào tạm biệt nha, hẹn gặp lại ở những video sau.